xa kia là bà Trang Đức Nguyễn đang đứng nói chuyện với lại những quan khách, nhân vật chính của ngày hôm nay. Không biết mọi người nãy giờ có nghe rõ hay không? Nghe rõ thì đánh số 1. Chúng ta thấy có bà Trang Đức Nguyễn đây nè. Ông Tài Đỗ ngay đứng ngay phía sau. Bà dân biểu liên bang gốc Hàn, bà Michelle Steele cũng có mặt ở đây. Và ông chồng của bà. Đây là chồng của cô Trần Nguyễn đây. Đây là một thiện nguyện viên mặc áo Team Janet Nguyễn. Chúng ta sẽ có vài câu hỏi với anh. Anh là tới trong vai trò gì mà trong mặc một cái đồng hồ phục như thế này? Ủng hộ Janet trong cái chức thượng nghị sĩ của tiểu bang. Anh cho biết vì sao ạ? Bởi vì cô đó là người Việt Nam. Việt Nam thì đương nhiên có cái cộng đồng mình phải lớn mạnh lên. Phải có người của mình ở trong những cái chức vụ như thế thì mình mới tự hào. Đó là lý do duy nhất là người Việt Nam cho nên là anh ủng hộ hay là như thế nào? Đương nhiên đầu tiên là người Việt Nam rồi, và cái nhất cái thứ hai là tôi rất là kính trọng cô Janet, bởi cái vụ mà cô đã từng phản đối cái thượng viện khi mà ủng hộ cái người bạn của chồng Jane Fonda là cái người chống phản chiến ở Việt Nam, và cô đã bị đuổi khỏi nghị sĩ. Mà người dân Việt Nam mình rất là ngưỡng mộ cái hành động của cô đó. Bây giờ thì sắp sửa vào chương trình cho nên tôi hỏi ngay một cái câu gọi là chốt của vấn đề tôi muốn hỏi nghe anh. Mấy bữa nay có những cái tin tức đồn đãi rằng là cô Janet Nguyễn đã từng gặp Tổng lãnh sự Trần Tuấn Anh của Việt Nam ở San Francisco vào năm 2006. Anh có nghe về cái điều đó hay không và ý kiến của anh như thế nào? Thực sự ra cái vụ này thì Ngô Kỳ đã nói từ cái thời mà Janet ra tranh cái chức thượng nghị sĩ với hạ nghị sĩ rồi. Và cô đó vẫn thắng. Nhưng mà tôi nghĩ là sớ lại cái vụ này là do nhà báo Đoàn Trọng cùng với cả ông Nguyễn Cao Lê Công Tâm. Tôi nghĩ cái này á, nó một là cái hằn thù cá nhân. Cái thứ hai là cũng có thể Đảng Dân Chủ họ cố tình bới lông tìm vết. Nhưng mà nói cái gì thì nói phải có bằng chứng. Chứ còn bây giờ mà cứ lên đài mà nói như vậy thì ai cũng nói được. Tôi quan điểm của tôi là như vậy. Chứ còn quan trọng nhất là Janet mà chúng chức thượng nghị sĩ này á, mà làm tốt cho những cộng đồng Việt Nam mình ở đây là tốt nhất. Ông Lê Công Tâm là một phụ tá của cô Janet Nguyễn, vừa mới gần đây xuất hiện và nói một cách gọi là trực tiếp là chính ông là người phụ tá và cũng chính ông là người đi cùng với là cô Janet Nguyễn lên đó để mà gặp, mặc dù ông không đưa ra bất cứ một hình ảnh nào cả, nhưng mà ông nói là ông sẵn sàng là lên máy sự thật hoặc là kêu cô Janet kiện đi thì nó sẽ ra tòa. Thì ông nghĩ như thế nào về một cái gọi là có một cái nhân chứng một cách rất là trực tiếp như vậy? Tôi nghĩ là cái việc này là như ông Lê Công Tâm phải làm từ lâu rồi. Từ cái thời mà Ngô Kỷ nói cái việc đó cách đây khoảng 4 đến 5 năm rồi. Nhưng đến giờ này ông Lê Công Tâm mới xuất hiện thì tôi nghĩ rằng có một cái động cơ khác. Bởi vì ông Lê Công Tâm và ông Andy Đô đã từng nói là đã từng là giúp đỡ Janet rất là nhiều. Trong cái chuyện là nâng đỡ Janet. Nhưng mà cái hiểu biết của cái thế hệ Việt Nam nó khác nhau. Với cô Janet, cô ấy là kiểu như Mỹ, cô sống thật quá. Cho nên lắm lúc tôi cứ nghĩ là mọi người cứ nói là cô ấy là vô ơn, người nâng đỡ, nhưng mà không phải. Thực sự ra chúng mình đến với nhau cùng một cái mục đích, đều trốn chạy cộng sản qua đây. Một cái mục đích duy nhất là mình làm sao cho cộng đồng mình lớn mạnh ở đất nước mình một ngày nào đó mà được dân chủ và hòa bình thoát khỏi cộng sản. Đặt trường hợp là giả sử rằng là cái chuyện mà có gặp gỡ là có thật vào năm 2006 khi mà lúc ấy là ông Trần Tuấn Anh là tổng lãnh sự và cô Trang Đức Nguyễn có gặp như là ông Lê Công Tâm tố cáo. Anh nghĩ chuyện đó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề tranh cử của cô Trang Đức Nguyễn như thế nào trong những ngày tới? Tôi nghĩ là như thế này này, nếu mà những mọi người mà gọi là suy nghĩ gọi là bình thường nông cạn cho là đi với cộng sản là cộng sản, cái đó tôi nghĩ không phải. Cùng một cái mục đích với nhau, cũng như trường hợp của anh là một phóng viên mà anh thường xuyên về Việt Nam đúng không? Nhưng mà anh có làm cái gì cho tốt cho cộng đồng, làm cái gì tốt cho sự nghiệp của đất nước mình là cái hay nhất. Chứ đâu có phải là đi với cộng sản, ngồi với cộng sản là mình là cộng sản đâu.
Bởi trong sách xưa người nói đối với kẻ thù của mình có lúc phải ngồi nói chuyện với kẻ thù của mình để xem người ta mạnh yếu như thế nào. Nhưng hôm nay thực sự ra là tôi đi ủng hộ Zenet là cũng được 6 năm rồi, mà tôi qua đây được 10 năm rồi. Thì tôi nghĩ nào tôi nói vậy thôi. Xin cảm ơn anh rất nhiều, sẽ quay lại với anh trong lát nữa. Bây giờ đây chúng ta quay trở lại với lại cái chương trình chính của ngày hôm nay. Cảm ơn anh.